Cây bìm bịp có vị ngọt, tính bình, phơi khô uống thì rất là thơm, còn để tươi nấu canh thì ăn rất ngon và mát. Điều trị bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp, dụng làm liền xương do các xương bị gãy. Ngoài ra, nó còn chữa được bệnh u bướu và các loại bệnh ung thư.